Quá bất ngờ, YouTuber Sở Khanh hát tặng cho Nhi Khờ một bài hát. Ôi dạ. Đồ ơi, ai giúp đưa tôi kịp sang đồ. Rõ ràng ha. Trời. Bữa nay làm gì đây? Làm gì Nhi? Đang làm gì đó? Rõ ràng rửa chén thấy chưa? Vậy mà có người nói không dọn dẹp. Nhà cửa nè, đó. Đó, sạch bóng thấy chưa? Này ai kêu bà làm vậy? Ai kêu? Biết luôn hả? Biết luôn. Thì đi làm về rồi có thời gian thì dọn dẹp chứ sao chảnh. Trời, tôi không ngờ bữa nay chị Nhi tôi biết luôn. Trời, biết luôn. Biết luôn. Rồi. Cái lỗ tai chứ đâu phải nồi chứ. Có đọc bình luận không? Đọc bình luận không? Không. Dạ. Đọc đi Vinh. Tao nói sao nói lại cho chị biết. À, nói chị Nhi không chịu dọn dẹp. Ai nói vậy? Dọn dẹp nè. Tôi biết. Nhiều mà. Nhiều hả? Ừ. Này là có dọn dẹp nghe quý vị. Ừ. Những trà này kia đó. Tại ông Kiệt thôi đó. Ừ. Bài gì đâu á cho bà Nhi mới dọn dẹp hoài. Thì đó. Đứa gì? Đứa thì dọn, đứa thì bài không à. Ừ. Mà hỏi ai? Hỏi ai? Hỏi Thằng Long ấy. Tôi chỗ khác lại cho tôi biết mà hỏi cho tôi. Bởi vậy tôi mới nói Thằng Long thôi mà. Nhà của bà hỏi mấy tôi. Ừ. Ai hỏi trời, ai có kiếm tên là chạy. Muốn mấy tôi kiếm không? Tôi dở chạy ra kiếm. Thôi khỏi, cảm ơn. Rồi không có nước nôi cho kêu chồng xách nước đi. Kìa, hai số dưới kìa. Ông xách đó hả? Ừ. Thiệt không? Để em xin mới bà ổng nói ổng không xách cho bà xách không à. Đổi ý rồi phải không? Ừ. Thay đổi rồi đó. Ừ. Rồi. Con này em chịu thay đổi rồi nè. Ai nói mà không thay đổi đâu đúng không? Chị Nhi. Không. Đúng không? Bà hết hồn. Hết hồn chứ. Làm thì làm đi, nhiều chuyện cái gì hả? Ừ. Tao chạy cả người ta. Mô Phật. Tính chậm trả lại xin tiền hả? Không. Không, 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 đầu xuống nghe. Rồi đi xin cái tướng ngồi sao? Ngồi vậy luôn á hả? Đẩy xuống giúp. Đâu, chị xin sao đâu chị nghe? À, đâu, mình diễn thử cái nghề của mình thử coi sao? Đúng rồi, chị diễn lại một khúc rồi. Trời ơi. Nên chắc tùm lum hết trơn á. Thiệt, cái này thiệt chứ. Thì đó. Vậy hả? Lã vụt tay hoàn cái trái rồi. Đâu chị nói thử động văn của chị ấy rồi. Sao? Xin giới. Xin giới xin cái gì? Xin giới hả? Nói là người ta hỏi xin gì? Nói cho Nhi xin tiền. Ừ. Rồi thôi. Cũng được. Tao không cho cô hết tiền rồi con ơi. Hết tiền thì thôi mình đi. Biết. Có nói gì người ta nói không? Tao không cho nói gì không? Nói gì vậy? Chủ đất tới rồi gì Nhi? Dạ. Ủa trời luôn. Cái gì chú? Đâu có gì đâu chú. Không có gì chú ơi. Quay chơi chú ơi. Chú. Quay. Có quay chơi. Quay chơi chú ơi. Ờ có gì đâu mà. Chú nghe nói chú đuổi gì vậy hả? Đuổi nó đi rồi. Trời ơi trời, bà làm gì sao biết mà. Biết nha mọi người. Trời ơi. Trời ơi, bà khi giải luôn kìa, cười méo miệng luôn trời. Bà cười khi giải ta kìa, dùng ánh mắt đó kìa. Chú cho đất con quay cái này thôi. Nhìn bữa nào đi chú ơi. Chủ đất ở đây không có chồng. Làm gì có ông chủ đất. Không có chồng là sao? Không chồng là sao? Ta đâu có hết. Bao nhiêu tuổi rồi? Ta năm mấy rồi. Thôi đây tôi chưa hỏi gì. Thôi làm đấy đừng chơi bậy. Ôi bậy. Ôi. Ôi trời. Trời ơi. Thấy gì đang làm cái gì không? Thấy con. Anh thấy gì làm cái gì không? Chén. Ừ. Đúng không? Mình thấy đúng không? Ừ. Vì sao nãy ông nói không có rửa chén? Ừ. Cái này chùi bóng lưỡng luôn thấy không? Quá trời kìa. Đâu? À. Đó. Đâu? Đâu? Nghe kìa mấy non. Lập xưởng đâu? Lục bên trong nội ơi. Ở đây có 4 cây làm xuống, 5 cây làm xuống. Ui. Này nó bị gì vậy? Nước lớn hả vậy? Nước rồng. Hát bài gì nước rồng nghe chơi chị? Ừ. Không biết bản đó đâu. Rồi đời. Đó vậy đó. Cái bản rồi đi. Dạ, cái bản nào tập. Biết luôn hả? Biết luôn hả? Biết. Rồi, anh lần đầu tiên mà lại đây mà anh biết ly ly luôn hả? À, tặng bản mắp tình yêu đi 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 đi. Rồi chị ơi. Dạ. Quay qua đây hãng lộ lô hàng quay qua đây. Rồi rồi ca đi quay cái mỏ qua đây nè. Đấy, cần tôi giới thiệu không? Cần tôi giới thiệu không? Trời, vô luôn đi giới thiệu đi. Chồng phải hát đi. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, và sau đây là tiếng hát của một sĩ nghe mang tên đến từ thành phố Hồ Chí Minh mang tên Nhi Khơ. Chuyện vỗ tay đi mấy vị ơi. Và sau đây là cái khúc được mang tên Gọi Đò, biệt danh là Nhi Cà Thọt.
Nhi Cà Thọt thể hiện bắt đầu. Ủa sao kỳ vậy? Ủa cái đầu đĩa bị hư hết ta? Chùi. Các bạn đi chay hư rồi. Giếm điện nha, giếm điện. Vô. Rồi xong. Vậy. Mát đi rồi. Bục rồi. Rồi xong. Mè. Lại gì sao? Đi đâu hả? Đâu hả? Rồi hát rồi hả? Hát đi trời. Hát đi. Giới thiệu. Hát nói luôn đi trời. Giới thiệu khôn. Không biết gì. Vô khúc đi. Chắc luôn đấy. Vô. Rồi đó. Đò ơi, ai giúp đưa tôi kịp sang đò gió. Rồi ngưng. Vô. 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 Con đò chiều khơi xanh xanh mơ mà lòng tôi chưa chán chưa xong nè. Giờ này ở nơi đâu? Cái gì cũng được đó. Hát mạnh lên. Ừ. Xìu. Đâu mọi người. Ngu cho con gái ngủ coi. Ôi giời. Bạn khác đi chị Nhi ơi. Mạnh dữ ha. Bạn khác chị Nhi ơi. Mạnh dữ ha. Không tiếp nha. Không tiếp. Không có tiếp. Trời cái khúc đó tự nhiên quay máy chặt lắc cả. Kẹt đâu, không kia không sách rồi bà sách rồi. Ừ. Hỏi gì hả? Dưới lên mà. Người công việc hả? Tranh thủ à, thấy anh Kiệt ở đây ngỏ ý muốn xách giùm hay gì? Không có đâu ạ. Xách giùm anh Kiệt phải không? À đây. Nhi ơi, Nhi thấy gì không? Mẹ chồng Nhi ra ruột đồng rồi kìa. Đừng có dịch gì cho Nhi đó Nhi. Thương Nhi lắm. Cảm động không? Thấy xúc động và không có lột xúc động không? Hôm qua là mẹ chồng nàng dâu là nói lại từ xưa mà ha. Ai nói lại từ xưa mà. Ai chị Nhi hỏi thiệt nè, ngày hôm qua đó khúc cảm động đó là thật hay giả vậy? Ừ. Giờ tôi mất gì? Ừ. Giờ tôi mất cái sống. Chứ vừa lòng bụng chưa? Ta hỏi á. Ta nói gì? Ta nói. Bây giờ tôi nói và tôi không quan tâm những lời nói đó. Dạ giờ là chị Nhi quan tâm những lời nói khác đúng không? Không quan tâm luôn, giờ tôi chỉ quan tâm tới tôi với bả thôi à. Dạ. Với gia đình tôi thôi. Oh, yeah. Ừ, còn tôi gì đó mệt mỏi hằng ngày quá, quan tâm mấy cái đó mệt mỏi cho mình, đè nặng cái ngàn ký. Tôi ốm gì cũng mọi người đó. Ốm dữ chưa? Dữ sắp ốm dữ rồi. Còn mấy cái mỏm đầu đóng nữa. Thế vậy có gì thì từ từ để kêu mấy anh em ta đi chỗ khác. Hỏi ai đàng hoàng? Hỏi mấy anh chỉ cho. Dạ thưa em không có dám hỏi anh chị. Tưởng đâu hỏi thì chỉ cho ngoài tiệm á. Dạ em dư sức hiệu. Kêu ông Kiệt đi mua cây. Chồng con gì mà sai không được gì hết trơn. Tôi nói thiệt tôi hiền quá mà. Hả? Ba mày hiền không? Hiền. Hiền không? Hiền quá hiền à. Đâu nói lại nãy coi. Hiền. Ta hiền quá mà. Hiền cứ bỏ chạy luôn hả? Trời ơi, hiền thiệt rồi hen. Công nhận chị Nhi hiền thiệt. Chúng mình lại đâu chúng mình? Thôi bỏ đi chơi. Gì dạ, chúng mình. Thôi về chúng mình ơi, con gái không cho vô đây đâu chúng mình. Chúng mình về đi. Nhi đâu có cho lại đây đâu mà. Nói là vậy là sao? Nói chị mới bỏ là gì đó. Bỏ đi lại vậy, tao kêu tụi bay bỏ đi. À, ai biết. Mình về luôn rồi. Chúng mình về. Vậy sao? Mình về. Giờ này mỏng về. Chúng mình lại mượn đồ. Lại mượn đồ. Chúng mình về. Ừ, định lại mượn cái nồi để nấu nấu cơm, nấu canh này kia. Ủa bển có đủ hết rồi mà. Con cái nồi. Con cái à không đủ. Cơm mà. Bữa nay chúng mình nó làm hai món. Nên này luộc hộp vịt, chúng mình mới đi luộc vịt về đó. Tính cho cho Nhi mà Nhi đuổi rồi. Ừ. Vậy đó hả? Có gì luôn đó hả? Sắp rồi. Có không? Có. Ai nói? Cái khẩu gì đó chúng mình về đó. Ai nói? Chị Nhi kỳ quá tao. Má nước này còn vừa đẹp dữ. Bảo đảm là Nhi là rửa ok nhất trên quả thắt luôn. Ai thằng nào có thằng nghe chứ không liên quan với thằng khác nghe không. Ấy ra né né thì đằng chị xối ra nước đó. Vậy chị múc nước ra thêm á. Xối nước nữa hả? Ờ, chứ có nước à. Xối xong xối xuống đó tiền xối ở đây. Ừ, hả? Cảm ơn á. Không, không cần. Nhắc nhở, lâu lâu nhắc nhở mấy cá ba đuôi người bạ chơi vậy mà. Ê, ê, vậy hả, vậy hả, vậy hả? Nhi rửa nước thôi, khi nào mình ăn cơm đó, mình có canh đó, mình trụng qua một cái được rồi. Ừ. Sạch mắt. Ừ. Đã có cái gì? Có cái gì nữa, còn nguyên chổng nó cũng ngon nữa. Nguyên chắc chầm chầm.
Giờ này hai chồng ăn cơm cho chị Nhi. Được rồi, mới rửa chén mà chưa rửa đồ ăn nữa. Ủa sáng à, bà với ông Kiệt đi phượt ở đâu vậy? Hả? Sao đó? Cháu nấu cơm đâu? Hả? Cháu nấu cơm ngoài chợ Cao Lãnh. Dạ nấu xa chứ gì? Nấu gòm chưa ăn nữa hả? Ừ. Bà bữa nay muốn thử thức món ngon không? Nước ta múc nước nó lên nóng hàng tại đó hả? Ừ. Để anh Kiên làm cho bà món. Ủa chị Nhi, nghe chị sáng đi phụ giúp việc nhà, ai nấu ăn nấu uống gì hả? Có không? Ừ. Có luôn hả? Ừ. Chứ hả? Thì không. Thì không? Gan hỏng lắm. Nói chung ra là người đó cũng gan lắm. Mới mướn thôi. Chị Nhi ơi, hãy giờ. Có lỗi không? Hãy giờ không? Chim sâu về kìa, hồi vô thăm Chị Nhi á. Ừ. Nghe cái mệt nghe à. Sao tính sao? Nghe là phái rồi, nhìn mặt là biết phái rồi. Mà cái chuyện này chim sâu đồng nghiệp lắm, chim sâu bây giờ bị về đây luôn rồi. Ừ, về đây luôn rồi. Làm gì về đây luôn? Không, nó có chân có tay mà. Ý là về đây rồi, nhà dưới giờ không được ở nữa. Dạ nhà dưới ở không được. Tụi em nhiều chuyện vô nói cho chị nghe đó. Ừ. Chứ không phải đơn giản đâu trời. Ủa, mấy đứa mới biết mấy đứa nhiều chuyện đó hả? À. Ủa mấy đứa nó chỉ biết nhiều mấy đứa nhiều chuyện nhiều đó hả? Thôi bình luận vô tao nói cũng vậy à. Ừ. Thôi giờ bà nói cũng có sao đâu. Đúng không? Ủa mới gì nói rồi, mấy chuyện của chị rồi chị nói. Thì mới rửa nước thứ hai đúng hả? Không, rửa nước thứ nhất à. Tại rửa nước thứ nhất là đặng hồi bới cơm cho em ăn, xào đồ ăn cho em ăn. Cho bữa rồi, bữa nay Khánh Hoàng đã ta, được mời ăn cơm luôn ta. Mình ăn Khánh Hoàng ăn thôi ta. Ồ, ừ. 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 Ngon nghe. Ngon, ngon. Ngon, ngon. Có gì vậy? À. Nói gì đâu, Nhi nấu ăn cho YouTube ăn gì chơi. À. Đây, Nhi nấu ăn cho YouTube ăn nè, con Vinh nè. Thôi bỏ đi. Thôi bỏ đi. Bỏ đi. Vinh là bị đuổi về à? Cái gì đó? Thì thôi, đã em nói gì rồi, em con người em nó rất là tốt, bù bụi cơm của chị. Ờ bà vuốt tóc bả nghe người đầu trận đó. Đây là nấu cơm mà cô Dung ăn được đâu. Thấy. Thấy nó nhỏ phải không? Nè chị Nhi, chị biết sao không, ở khi mấy anh em ta lại đây á, lúc nào ta cũng đói chân á, nhưng mà không có dám ăn, biết sao không? Sao đau bụng? Không phải, đau bụng thua gì, ở đây người ta lúc nào gì ta rất là tốt, phải không? Người ta rất là tốt, bởi vì đó là thấy đồ ăn của mình nó không có được nhiều, bởi vì không ai dám ăn hết chứ á. Dạ hết. Ừ. Nó có trái ngược lại bóng đen không? Gì? Nó có trái ngược lại với sự bóng lưỡng không? Bóng lưỡng là như trái ngược lại với cái đầu tóc bà mới vuốt á hả? Con người mới đậu xuống cái là từ đầu tóc nó chụp cái tẻ đi ra thôi. Đó giờ mới thấy người ta rửa chén, bình thường người vô người ta ăn cơm nào bạn Nhi hồi mới rửa chén xong vô thay đồ. Rửa gì đâu mà như tắm. Nhiễn cho quay hả? Trời ơi, bà này kỳ khôi trời. Rồi sao tự nhiên quay bà Nhi này, cái mặt tự nhiên nó sao nó thấy nó đẹp màu xuống luôn rồi. Lẹ đi, cô Dung đang đói, cô Dung chờ kìa trời. Mới đi ruộng vô đó. Mới đi ruộng vô tức thì đang nằm nhà chờ kìa. Trời, thấy cái cảnh mà mẹ chồng nàng dâu ha, ăn cơm với nhau ha, trời ơi. Không thể tưởng. Em thường, à, đừng đổ nước đó nha, để xài. Để cho mẹ uống không? Có bị tiếc cái vậy? Thôi để hồi chị đóng thùng chị gửi ship về cho em luôn. Có luôn hả? Ừ. Thiệt luôn hả? Ừ. Ghê hả? Tiền ship chị trả. Chị gửi đúng nhà của con Vinh á. Ờ, chị gửi đúng nhà em à. Để cô ơi, chị gửi cho ai? Gửi cho Hoàng. Khánh Hoàng đúng không? Khánh Hoàng. Ừ, rồi ok. Còn Hoàng sư quẩy thì lên bàn thờ ngồi rồi. À, còn Hoàng này vẫn còn ngồi đây phải không?